Đây, hôm nay giới thiệu con có máy phun phân nè, phun lúa giống nè, thổi lá nè. Này đời này là bình xăng nằm trên, đời này là không cần bơm nè, xài rất là bền nè. Rồi bình xăng con xài ngon mà con, chỉnh xăng rồi dễ mà khỏi cần sợ bơm nữa. Để lâu nào cũng không sợ hư do bơm, cái đời này lợi hại cái đời xăng này nè. Cũng là hai thì nha, xăng pha nhớt nha, nhưng đời này có bình xăng con là tiện nữa nè. Cỡ nào cũng không sợ bơm, có le nè. Giật nhẹ con, máy này thường thường có trợ lực hết trơn. Nó vừa phun khoăn, vừa thổi lá, vừa phun thuốc, vừa phun lúa giống được hết. À nè, Yokomoto Z hai thì. Ồ, mới nha. Bình là bình lớn á. Có dây đeo, có tay phun đầy đủ nha. Mà con thử máy phải lấy hết đồ trong đây ra nha bà con. Thôi mình để đây thử nha, nguy hiểm nha. Đây nó sẽ bị dướng và rớt đồ xuống dưới phiền lắm nè. Ống ác đầy đủ hết trơn nè, thấy không? Đầy đủ phụ tùng hết trơn. Cái này là phun thuốc phun trùng hay là phun thuốc diệt dịch được không nè. Còn nó chủ yếu là tác chủ yếu nó là phun voi nè, khử khuẩn, phun voi nè, phun lúa giống nè, hay phun phân nè, nó là đặc điểm của nó. Này xây lại được rồi con, đó tiện. Này là hai thì, nhưng mà phái con cá là mình xăng con dễ chỉnh như xe máy vậy đó nè ha, nó hoạt động hệt như xe máy vậy đó, cũng có tì kiểu lên ha. Này cái tay ga làm sao đây nè, đời tiện phát xăng, ở xăng cũng dễ nữa nè ha. Đời là tiện, cái không sợ để lâu, khi mà con mua để lâu xài nó nếu rồi mà bơm nó sẽ hư ti bơm, đời là vô tư luôn mà con. Mới trong thùng khỏe bà con ơi. Tháng đầu đổi mới thôi. Yokomoto Z. Phun thuốc. Phun phân, phun lúa giống, nó chỉ là phun phân, phun lúa giống là ok. Này vừa. Có ít xài mỗi này được rồi, chứ vừa nó vừa túi tiền bà con. Vì cái đời này để lâu được nè, không sợ hư da bơm nè, tại nó xài xăng con. Bà con sẽ đổi xăng đầy thôi, từng lễ nửa tháng giật lần thôi được. Có đối với xăng bà con khoảng từng lễ cho chạy lần nha. Ít xài cái đổi xăng nuôi đó, cứ từng lễ phải cho chạy lần. Bà con tỷ lệ nhớt cho phù hợp nha. Có xăng phải nhớt cho phù hợp, đó là dạng thì phân nhớt nó có cái hộp rồi con pha luôn. Nó có tặng sẵn cho bà con cái hộp nhớt để pha, cái đồ để pha nhớt thì đúng mực luôn. Con cứ canh theo đó mà pha thôi. Phái cái bình xăng con này đó, con này xài tiện, để lâu nó sẽ hư do bơm. Rồi con phải dùng cọ luôn nè, 0886356707. Phun khoan, phun thuốc, phun lúa giống. Đây khó làm đó. Rồi con này có dùng cọ luôn nè, 0886356707. Yokomoto, yes. Có càng lên ga càng mở nắp đầy đủ này nha bà con. Cũng mở này con lấy đồ qua phụ tùng đây hết nha, nó rớt đây cũng quạt nguy hiểm lắm, con tốn tiền mua quạt chứ không gì. Đây, đây ga đầy đủ nè. Mà con nhặt lên ga xuống ga thôi. Thấy không? Mà con ít xài mỗi này vừa túi tiền bà con. Cái đời này không có núm bơm mà con, để lâu không sợ bị chai bún, bị mục bún. Núm bơm nó tiện cái đó. Rồi bà con có nhu cầu luôn nghe 0886356707.